Sáng 12 tháng 3, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đồng phạm với nhiều tội danh khác nhau. Luật sư Phan Trung Hoài bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan thực hiện việc thẩm vấn bị cáo Trương Mỹ Lan xung quanh vụ án và những cáo buộc trong cáo trạng. Trả lời luật sư, bị cáo Trương Mỹ Lan nói, kể từ khi bị bắt đến hôm nay, cảm ơn các cơ quan chức năng đã quan tâm đến sức khỏe để bà ổn định tinh thần. Bà tôn trọng nội dung cáo trạng và lời khai của tất cả các bị cáo khác. Theo bị cáo Lan, mẹ bà là tiểu thương chợ Bến Thành, gia đình tích lũy được tài sản, vì vậy có nền kinh tế gia đình vững chắc để thành lập công ty. Năm 1992, ông Chu Lập Cơ đến thành phố Hồ Chí Minh đầu tư và hai người chọn Việt Nam là nơi phát triển sự nghiệp lâu dài. Khi được mời hợp nhất ba ngân hàng để thành lập SCB, bị cáo đã vận động bạn bè trong và ngoài nước tham gia cổ phần. Về mặt kinh doanh, bị cáo có niềm tin khi hợp nhất ba ngân hàng, bị cáo có thể làm được nên mới dám mạo hiểm cho mượn tài sản thế chấp. Bị cáo cho rằng chỉ biết kinh doanh, cho mượn tài sản, không biết gì về nghiệp vụ ngân hàng, cũng không biết gì ở SCB. Với câu hỏi liên quan đến hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát có tổng cộng 1.000 công ty ma thực hiện các khoản vay để bị cáo rút tiền ra sử dụng, bị cáo cho rằng những công ty này không liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét số tiền bị quy buộc chiếm đoạt tài sản cũng như tội danh tham ô tài sản. Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan cũng mong muốn chuyển 1.000 tỷ đồng của ông Nguyễn Cao Trí khắc phục hậu quả vào ngân hàng SCB vì bây giờ SCB đang rất cần tiền. Bà cũng mong muốn ủy quyền cho ngân hàng nhà nước xử lý cổ phần của bà, của con bà, bạn bè của bà để giải quyết khắc phục hậu quả.